mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi, có cái gì đẹp đẽ gì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn thử coi có cảm xúc không. Em đang nói là trái tim. Ừ, ok. Dạ. Mời nhà trai. Đây, mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi ha. Cách nhau một cái hàng rào thôi, nhưng mà mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn. Mời em trai. Lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Chào cùng em. Bạn nữ bên rào và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Lê Văn Mạnh, em năm nay 36 tuổi. Em quê ở Nghệ An, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Em làm công nhân bên cơ khí ạ. Hình như em mạnh nhưng mà giờ hơi yếu đúng không? Là em tên Mạnh nhưng mà nói chung là em cũng đang làm hơi yếu. Rồi, thoải mái lên nha. Thoải mái lên. Rồi, còn em nè. Dạ, em trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, chào anh trai bên cạnh. Dạ, xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Lan, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm lực lượng dân quân thường trực của xã và kinh doanh online các mặt hàng về thảo dược thiên nhiên. Em đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Em bây giờ chào thiểu theo kiểu mà dân quân tự vệ mình chào sao? Chào thì bây giờ là chào, dạ. Quyết rồi, dạ. Bạn trai ơi, thấy người ta ở bên đây người ta rất là xúc tích nè, rất là mạnh mẽ không? Dạ vâng. Thôi Mạnh, điểm yếu và điểm mạnh của em là cái gì vậy Mạnh? Dạ, em về điểm mạnh của em là em người rất thật thà. Em biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Biết nấu ăn và không hút thuốc. Còn điểm yếu của em thì em cũng hơi ít nói, với em thẳng tính, với tính em cũng hay cằn nỉ. Thôi, em, bên đàn gái em. Về ưu điểm của em á, thì em rất là hài hước, vui vẻ, tự lập. Và những công việc của đàn ông hay phụ nữ thì em đều làm được hết. Rồi, em có cái biệt tài gì không? Em thì có hay bói toán. Em là gọi là có duyên thôi. Chứ em cũng nói thiệt mình làm nhà nước, mà thực sự là em cũng là đảng viên. Nếu mà mình nói ra thì người ta lại là nói kêu mê tín dị đoan. Nhưng mà em thì nhiều khi cái linh cảm em nó tốt hơn người khác. Nhiều khi em đoán cái sự việc thì nó hay chính xác. Và cả con người cũng vậy. Cho nên người ta cứ hay thích tìm đến em và nhờ em tư vấn hoặc là xem ví dụ như vậy đó. Chị coi em anh của em ơi. Dạ. Chị sống thọ không hay là chị có chị giàu không? Chị giàu không em? Đây là thiên cơ bất khả lộ nha, nhưng mà em lộ chị cái đường sống với chị nha. Chị sống rất là thọ. Con người chị là có quý nhân phù trợ, tại vì cái tâm chị rất là tốt. Dạ, đây là em chỉ tiết lộ cho chị về cái phần về đường sinh mệnh của chị thôi nha. Coi giùm chị có chuyện nào chị đẻ em. Anh ơi, cho anh. Bây giờ là rất có thọ rồi nha, tôi nói cho ông biết nha. Coi giùm anh được không? Thứ nhất là người nào có duyên với em mới coi được. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rảnh đi coi. Em, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Để em nói thật luôn. Vâng, ngày xưa là em đi học em cũng say nắng đứa đử hai anh. Nhưng mà em không vượt qua được chính mình. Làm sao? Tại vì kêu yêu đương mù quáng. Cái em tập trung đi học với đi làm thì tính em hiện như con trai mạnh mẽ nữa. Cái xong vô trong môi trường toàn là con trai không. Cái cuối cùng ra em ế từ đó giờ luôn à. Tức là em chưa có mối tình nào dạ, hả? Dạ, không ai làm em rung động được. Biết đâu nay anh Mạnh anh sẽ làm rung động dạ, thì sao? Dạ, em cũng rất là mong là anh ở bên cạnh là có thể chinh phục được em rung động ạ. Anh mạnh lắm á nhờ. Dạ. Em có bao giờ em nằm mơ thấy hung một chàng trai nào đó chưa? Dạ, em thì ít khi nào mộng mấy cái đó lắm. Tại vì em nói thật em tâm sự luôn, tại vì em ở trong môi trường quân sự á. Mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi, có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn thử coi có cảm xúc không. Em. Dạ. Giới tính em có rõ ràng không? Dạ, em khẳng định là em thì mạnh mẽ tính nam, nhưng mà em lại rất thích đàn ông. Có bao nào giờ em thấy nữ phơi ra rồi em thích không? Không, em không thích phụ nữ phơi. Em rất là thích trai đẹp. Ủa sao trai đẹp hơi quá trời mà em cũng không có. Tại vì nó khép lại, em vừa nhìn cái nó khép lại nó không cho em xem. Đừng khép nha Mạnh. Hơi luôn nha Mạnh nha. Em đang nói là trái tim. Ừ, ok. Dạ. Yeah. Bây giờ Mạnh, là em có mấy mối tình rồi? Em mối tình chính thức thì một mối tình rồi, cũng kéo dài được hơn 4 năm.
chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay? Em cũng có quen rồi, xong em có hơn 1 năm thì em hỏi cưới, nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng, cứ bảo là cứ chờ 1 năm nữa, xong 1 năm nữa em lại chờ cứ vậy á. Hai đứa thấy không tiến tới được, xong em cũng chia tay. Rồi, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em diễn tả coi. Em thì muốn tìm một bạn nữ cao khoảng 1m52 đổ lên, tóc dài, không nhuộm tóc loè loẹt, không xăm hình. Giống chị Hồng Vân được không? Dạ chị. Ôi chào em. Giống chị Hồng Vân thì quá tuyệt vời đây. Ôi, sao thấy nó không vô đầu ta. Rồi bây giờ nói về tính cách thôi, coi có vô được miếng nào hay không nè. Biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ, chắc tôi nghĩ là có. Họ làm cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết. Bây giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Và biết kính trên nhường dưới. Có kính trên nhường dưới không? Dạ có ạ. Có đúng không? Hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà có không? Dạ có. Có luôn đúng không? Dạ. Vậy là ba cái rồi. Nói chung là tính cách là đầy đủ hết những cái gì em muốn. Rồi bây giờ hỏi em nè. Dạ. Em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào? Dạ, bố em dặn rồi là phải là đàn ông. Đúng, rồi phải dạ. Là đàn ông. Em có là đàn ông không? Dạ, chắc chắn là đàn ông rồi chị. Ok, đàn ông. Về ngoại hình thì nếu mà cao được 1m65 trở lên á thì tốt. Dạ, em 1m62 chị ơi. 1m62. Đâu, ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy, mà vừa thì tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách thì đầu tiên là phải điềm đạm. Chị thấy điềm đạm đó. Tự lập. Dạ em có tự lập. Đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh. Không có đâu em ơi. Không có đâu em ơi. Dạ. Và đặc biệt á, là phải trung thủy. Rồi anh rất là trung thủy. Đây là lời nói. Quan trọng là bạn sự chứng minh. Bạn ấy cũng yêu cầu em phải trung thủy đó. Và người đàn ông là phải cầu tiến. Tôi thấy là hai bạn này á, ở cái phần về tính cách á, là rất là tương thích luôn á. Tương thích thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà bổ trợ cho nhau á. Chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có cầu được ước thấy đó. Nói chung là ngoại hình thì mình đề ra vậy thôi, nhưng mà quan trọng là cái tâm hồn chị. Hey. Đó, thành ra thôi bây giờ hỏi, người thân đi. Ha. Người thân đi, em đi với ai vậy? Dạ, em đi với bác gái, em gái và cháu. Xin chào em, xin Quyền Linh và Hồng Vân dễ thương. Nhận xét về bên đằng trai như thế này thì cũng thấy cháu trai này thì cũng hiền lành và cũng chân thật. Trong cái chương trình này thì muốn là nhờ ông Mai và Mối làm sao mát tay để cho hai cháu có cơ hội để hẹn hò và tiến tới xa hơn. Bố cháu đã ra chỉ thị cho nó là cho cháu là phải năm 30 tuổi là phải lấy chồng. Rồi cảm ơn đàn cha đàn gái. Hôm nay em có đi với bạn thân em ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Về bạn gái thì ngoại hình như thế là ok, nhưng mà quan trọng là hai bạn đến đây thì cho nhau một cái cơ hội mà mình làm quen và có thể tiến đến thì tốt, và không tiến được thì mình cũng có thể làm bạn với nhau. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Rồi, bây giờ mình kéo rào nha, để hai bên gặp mặt. Mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Dạ, chào bạn. Đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Đây là bó hoa anh gói 9 bông tặng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và đây là một cái viết anh muốn nếu mà có duyên với nhau thì sẽ viết tiếp những cái chặng đường còn lại của chúng mình ạ. Dạ, em xin cảm ơn anh ạ. Và em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, đây cái cây đèn song tinh dầu. Và khi anh làm về thì anh đốt cái đèn này lên thì có hương thơm rất là dịu mát và làm cho anh có một cái không có giấc ngủ rất là tốt. Dạ. Bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau nè. Rồi tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên gặp anh em thấy thế nào? Có xem bói được anh không? Nghe giọng nói của anh thì em thấy anh là rất là người đàn ông điềm đạm mà chắc là ít nói. Sau khi nhìn mặt anh thì em thấy là anh ưa nhìn và có thiện cảm, thân thiện. Cảm ơn em. Còn anh thấy em thế nào ạ? Em rất dễ thương, xinh gái. Em xin cảm ơn anh ạ. Thế em quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân với gia đình? Dạ, đối với em á, là tình yêu, hôn nhân thì phải có sự đồng ý, chấp thuận và yêu quý của hai bên gia đình. Và đặc biệt á, là trong quá trình tìm hiểu nhau á, thì em rất mong muốn á, là mình á, ví dụ như có những cái quan điểm, có những cái nhận thức
hoặc là có những cái gì mà không hiểu nhau á thì mình phải tự giải quyết, chứ đừng có đem người ngoài gây áp lực hoặc là gia đình mình để gây một cái áp lực cho mình. Anh cũng đồng ý quan điểm với em, với là anh cũng muốn trong tình yêu với hôn nhân gia đình thì thứ nhất là mình phải chân thành, với là phải chung thủy, thứ ba là phải biết nhẫn nhịn, với là chịu đựng được những cái điểm không tốt giữa anh hoặc là giữa em. Còn thì em cũng nói thật sự á, em là rất là thích đàn ông, nhưng mà tính cách em là rất giống con trai luôn, có nghĩa là nếu không thích gì thì cứ nói thẳng, chứ bằng mò là em không hiểu. Nãy giờ chị nghe thì chị thấy một cái điều như thế này, sở dĩ tại sao mà bạn này cho tới bây giờ bạn chưa có người yêu là bởi vì bạn tự lo cho bản thân bạn được, bạn làm tất cả mọi thứ. Dạ. Thành ra từ nãy giờ là bạn ấy chỉ muốn một cái điều là bạn không bộc lộ cái điều đó ra để cho em hiểu là nếu như chúng ta có tìm hiểu nhau mà em thấy được cái con người của bạn là như vậy thì em có ngại hay không? Là bạn ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh này không cần làm gì hết đó. Ý là như vậy đó. Vậy là quá khỏe rồi chị Vân. Đó, khỏe luôn. Cho nên ý nói là anh làm sao cho cái tâm hồn em nó được thoải mái thôi. Và cảm thấy mình sống giống như người phụ nữ mới gọi là bị chinh phục ra. Đúng đó. Dạ. Em quên câu hỏi này em cũng chưa hỏi anh đó. Em từ nhỏ em rất là có trách nhiệm gia đình, nhiều khi em rất là bỏ nhiều thời gian về cho nhà ngoại, thì anh thấy có được không? Quan trọng là bên nội bên ngoại cũng phải bằng nhau. Nếu mà mình có tiến tới với nhau cũng là hai vợ chồng á, thì năm nay ăn Tết nhà nội thì sang năm ăn Tết nhà ngoại, rất là bình thường, không có gì hết ạ. Nhưng mà anh là anh gốc ở đây hay là anh? Anh là quê ở Nghệ An, anh vào trong này lập nghiệp trong này, nhưng mà anh cũng mua đất ở Quảng Biên, cũng gần nhà em. Có đất rồi chắc ở đây rồi. Bây giờ thì mình giao lưu văn nghệ chút cho nó vui đi. Dạ, về đến chương trình em xin tặng bạn nữ với anh chị với quý vị giả một bài hát về quê hương xứ Nghệ của em. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nàng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi, về đi em về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh xứ Nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm du xứ Nghệ nò ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, giờ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh, em thương thì theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Dạ xin hết ạ. Anh ạ. Đấy. Em cũng hát thì không hay nhưng mà em cũng cố gắng tặng cho một bài ạ. Bài em cũng rất là hy vọng là em sẽ nợ ai đó cả thế giới. Vẫn biết anh đang kề bên mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyền bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để em đây được yêu mãi người, đừng rời xa em nhé người. Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công, em nợ những tiếng cười, nợ lúc anh quan tâm về em, nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mang đến em yêu thương đông đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em. Em nợ anh. Trời ơi, dễ thương quá à. Hay rồi, quá ơi. Thôi bấm từ rồi đó Linh ơi. Thực chất á, hai bạn đều có cái duyên ngầm rất là dễ thương. Còn em á, cũng bộc trực rồi thoải mái, và chắc chắn em sẽ tạo nên niềm vui trong cái gia đình nhỏ này. Còn bạn này sẽ chịu tất cả mọi thứ, có thể những cái áp lực bạn vẫn bình tĩnh như thế. Anh nghĩ là đây là một cái đôi mà có thể bổ trợ cho nhau, giống như lúc đầu anh nói. Đây, bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến giờ phút phải quyết định. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại kiểm tra xem
nửa mảnh ghép này có thể cùng chúng ta ghép lại một đôi hay không? Tự con tim mình quyết định. 3 2 1 1 cùng một lúc. Trời ơi, hòa nhiệt quá, trái tim hòa nhiệt quá rồi. Đấy, lúc này có thể nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng bạn gái sẽ chủ động trong cái cuộc tình này đi. Mặc dù là yêu rồi nha, nhưng mà hồi hộp hơn bạn này. Bạn này tại vì khép lại thôi. Không khép lại không nha. Khép nha. Hứa đi, hứa với bạn ấy đi, nói đi, anh sẽ không khép. Anh hứa với em là không khép. Bây giờ nè, thụ hôn đầu tiên. Cháu xin phép cô. Xin phép em nha. Hôn sao cho rung á. Em đang rung từ để đếm rung anh, em rung đó. Thôi cố gắng tìm hiểu nhau, anh thấy rằng cặp này dễ thương đó. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử à? Giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Đây, mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên người ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân Lung Linh. Chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu. Sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Em quê ở đâu? Dạ em quê, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. Luôn. Em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút, nhưng mà cái đó là rất là ít à. Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ không nói chuyện thôi. Dạ, dạ không nói chuyện, đi hả? Chỗ khác chứ không có đập đồ đúng không? Không đập dạ, đồ. Dạ không đâu. Bạn trai, điểm dạ. mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà. Hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Điểm yếu? Dạ điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ, tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á. Nhưng mà những cái lúc mà nóng tính như vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết, khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê luôn. Đỡ biết mấy luôn. Em nói em thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi kênh. Cái thích hát dạ. với hát hay coi có giống nhau. Em hát hay không? Dạ, mình nghe thử rồi thẩm định chị, ha. Dạ, chị thẩm định giúp ha. Em ạ. Em hát. Hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hâm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy ta. Cá tính lắm nha, trời ơi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn á, mong anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm, nhưng mà em thích làm thơ. Em muốn gặp mặt bạn nữ rồi, lúc đó rồi à, mới thành thơ đúng dạ. không? Rồi được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á? Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 mối giây. 15 giây. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ, giây rồi. 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là giống như sét đánh nữa ha. Thôi cũng lạ. Còn em, mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. Thì tụi em quen, em đềm chưa tới một ngày đẹp trời. Thì bạn có bạn gái khác.
Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau, nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn? Cũng vẫn làm bạn ạ. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tại tức vì... là tin em ấy đúng không? Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ, giờ tự nhiên bắt người ta tin mình rồi sao không ta tin được? Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết, nhưng mà cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó, và em làm được là cho em cơ hội em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm sự thì em còn muốn cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào? Cái ngoại tính hình tình thì đó giờ em không có đặt nặng, nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, trắng, dễ thương. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị Hồng Vân nghe ơi, giọng thì rất khó nói. Em có hai tấm hình đây ạ. Chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em dậy thì thành công. Đây, bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó, lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là dậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng chắc là xấu, đoán. Xấu nhất á. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Ồ. Thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử coi giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Đây, được. Mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Đoán đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Chào em gái. Dạ. Chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng mét 55 thôi. Mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm. Ha, kiên nhẫn nữa, không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em với lại bạn thân hả? Của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái, chào cô ruột. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đặng trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Bé Huyền là rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, vui vẻ, hoạt bát. Tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi. Thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt quá. Rồi, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha. Và dạ, chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Ở đây mình thì có bốn đứa con, ba gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi. Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á thì tốt. Hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấu dâu tương lai sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Đúng rồi. Nếu hai đứa bấm nút á thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Trời ơi, hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Dạ rồi, em tặng anh luôn hả? Lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ.
À, em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra đi. Em mở ra luôn hả? Để xuống mày. Đây. Rồi rất là chu đáo luôn nè. Nên em cầm cho anh nha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á. Anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy, thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn ấy nội tâm lắm, mà bạn rất là sâu sắc đó nha. Anh ơi, em tặng cho anh, anh có thể mở ra ạ. Trong đây là nó là một cái ví. Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi ạ. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ, cảm ơn em. Hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Nó bị uýu uýu hay sao? Chị để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. Em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh không? Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ. Thì qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình thì em cũng cho qua. Hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ, em không có. Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài thơ này. Hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ ra một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Anh có muốn nghe không? Hát luôn. Một đoạn nhỏ thôi ạ. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ 3 năm rồi đây, suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây. Thu mọc tóc luôn á. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về văn hóa, văn nghệ ha. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Mỗi người nói một câu, sau đó tiến hành bấm nút. Em muốn nói trước không? Nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á, thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn hơn em nhiều tuổi ạ. Anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn tiến tới. Dạ. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thật sự. Và chuẩn bị, chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi, chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Rồi, ta làm thủ tục nào. Ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào. Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Chúc mừng các bạn. Thôi quá, bạn trai mình đẹp trai á chị, là hơi bị ấy ấy chị. Hả? Kỳ vậy? Bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Cỡ thùng hay sao chị? Cái gì? Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, chào anh. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi.
À, lời nói đầu tiên em xin gửi đến khán giả trong trường quay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. À, em xin gửi đến MC anh Nguyễn Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Em tên thật là Nguyễn Hoàng Thành, em sinh năm 1991, năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc chính của em là thợ tóc nam ạ. À. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh trai ngồi bên đó và em chào các khán giả trường quay ạ. À. Em tên là Hà Thị Minh Hồng, em sinh năm 1989. Sinh ra và lớn lên ở Xuân Lộc, Đồng Nai và làm việc thì ở Sài Gòn ạ. Công việc cụ thể là như thế nào? Em là nhân viên sale qua điện thoại đó chị. Tuổi tác thấy vậy có ổn không? Dạ, em thì nhỏ hơn 2 tuổi cũng được, nhưng mà em không thích bạn trai đẹp trai hơn quá. Hả? Kỳ vậy? Lý do? Dạ, tại em sợ bạn thường thường bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy á chị. Hả? Ủa hơi ấy ấy là hơi sao? Dạ, hơi ấy là hơi không có được đàn ông á chị. Bên kia có ấy ấy không? Dạ không chị ơi. Vậy là không có đẹp trai đúng không? Dạ. Đâu phải ai đẹp trai cũng ấy ấy đâu em. Dạ tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh. Trời ơi, chết rồi. Vậy đó hả? Cái này là anh thấy cũng chưa đúng lắm á. Vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy á, phải không? Dạ đúng rồi chị. Một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy giùm em nha. Dạ kiểm tra rồi sao? Người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy. À. Nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn men ạ. Có ai nói em ấy chưa? Dạ cũng có nhiều người nói đó. Trời ơi. Vậy lấy cái gì để đảm bảo là em chuẩn men? Dạ em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị. Vậy dạ, là thì... đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ. Rồi bạn gái, bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì? Bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh. Trời ơi. Kiểu khó tìm thì cũng tìm ra. Em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon. Nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi. Về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả? Bữa kho cá, bữa kho thịt, rồi bữa kho rau, rồi bữa kho tép, rồi dạ, bữa kho dạ đủ không, thứ anh kho ơi, sẽ kết hợp với món luộc anh để cho nó giảm bớt lượng muối xuống anh. Ngoài ra còn gì nữa không em? Dạ được cái là em sống rất là nhiệt tình với bạn bè. Khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn, nhưng mà đến khi mà em khó chịu mà em không tốt bụng thì cũng không may hơn em hết. Mày có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả? Dạ đôi lúc thỉnh thoảng. Trời đất ơi sao em nói thiện nghe. Thiện thì cũng thiện lắm mà ác thì cũng ác lắm hả? Nghe sao thấy ghê quá vậy. Rồi cái đó là điểm mạnh đó hả em? Dạ. Vậy còn cái điểm yếu? Điểm yếu của em á là em mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á nhưng mà em lại ham chơi. Thỉnh thoảng mà em mà vui á, bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Trời ơi, rồi. Nhậu nhiều không? Bạn tới đâu em tới đó thôi chứ em cũng không biết tới đâu nữa. Dữ nhất là mấy chai là xỉn. Em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy, chắc cỡ thùng hay sao vậy. Cái gì? Một lần em uống một thùng? Không có một thùng nhiều người chị. Sức em uống được bằng mấy chai? Chắc cỡ là 5-6 chai vậy thôi chị. Thiệt không? Thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi, tôi không tin cô này đâu. Em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phải thùng đâu, chắc dữ lắm rồi. Chết anh lên. Em cũng hiền lắm anh ơi, bạn bè nhận xét rất là hiền lành, tốt bụng anh. Dạ, còn em trai? Dạ thì đặc biệt là tự rất là tự tin trước đám đông. Đúng rồi. Dạ, còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao. Ví dụ như là những con giun đất hay con sâu rồi thì em sợ. À. Dạ. Con trai mà sợ con sâu. Buồn buồn mình kiếm cái gì mình vẫn giận á, mình không nghe lời mình lấy con sâu mình quăng vô chơi. Anh có sợ cái khác không anh? Không, anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng thôi em, còn những vấn đề khác thì anh không, em không phải lo. Sâu thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi. Anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó, em có vậy không em? Cũng thỉnh thoảng và đôi khi. Đâu thử vậy em vậy hớt tóc em hát anh nghe thử đi. Em đi thi tiếng hát trường năm 2012. Đợt đó là đóng có 5 người. Em đóng trong vai tin sách và có bà Trưng bà Chắc nữa. Bà Trưng bà Triệu anh. Bà Trưng bà Chắc đâu ra. Giờ cái con vòng cổ đó mà đội của em đã được vô vòng tứ kết đó anh. Rồi bây giờ vô coi vòng cổ đi ha. Phú Nhân, phu nhân ơi khăn trắng đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự, thì bá lấy ta từ của phu nhân sẽ được chỗ tình gian nghĩa. Đứng trên vàng quả thiêu ta nguyện làm mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hùng. Ủa nó nghe nè, sao chữ hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng? Cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi, em cũng không có rõ lắm chị. Phải không? Tôi dạ, nhớ chữ hùng nó luôn một hơi chứ đâu mà nó rớt ra sao vậy? Ủa là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả? Dạ em có thi tiếng hát truyền hình 12 chị. Rồi đậu vô được tới vòng nào? Dạ là em tới vô tứ kế tại thi 3 tỉnh đó chị.
là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra. Đáng lẽ vô vòng nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi nữa xuống. Em cũng nói thật với anh Quyền Linh với chị Cát Tường là em cũng theo học bên cao đẳng nghệ thuật ở trên Biên Hòa được 2 năm. Dạ, bên thanh nhạc đó chị. Nhưng mà sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề, em vẫn đam mê nghệ thuật. Hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó kia đó. Vậy hả? Dạ. Có đi bộ đội nữa hả? Dạ, em có đi trải qua bộ đội 2 năm. Trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không? Dạ có. Đâu, hết tập thử rồi, hết tập thử rồi. Hôm nay tôi nghi lắm nha. Cũng thẳng thớm lắm mà sao nó chuyển quẹo qua quẹo lại vậy không biết. Rồi, được rồi, khỏe không? Ổn không em? Ổn gì? Nhịp tim đập bình thường không? Dạ, bình thường vậy. Nói chung cũng có anh kia cũng hết đất tới 30 cái mà anh ấy là vẫn ấy mà. Không dễ tôi thương. Tôi nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử. Nói chung là em trai rất là dễ thương ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thật sự thì em có trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi. Dạ. Vậy khẳng định đàn ông rồi, ngon lành. Không? Thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá, năm khoảng 21 tuổi anh Linh. Giờ sau thì em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh. Sau 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người của em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều. Cứng cáp lên nhiều ha. Dạ. Bây giờ là có thể lấy vợ chưa? Dạ được anh. Có thể lo cho vợ chưa? Dạ được. Anh sẽ qua xem đàn gái thế nào nha. Em chào anh. Chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói bên đây, em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chín chắn về vấn đề là tìm một người về chung một nhà rồi. Nhưng mà không biết ảnh có bị ấy ấy không chứ bình thường rất là mê tình không. Em ơi, nói chung là em cứ tin anh đi, anh không có gì đâu. Bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè. Em muốn thử cái gì? Xíu ấy hay không em tự kiểm tra. Bây giờ em nói anh Linh nghe về cái tình trường của em đi. Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Ghê. Nhưng mà em chưa nói hết mà, em còn khúc sau nữa chị. À rồi, khúc dạ, sau. Nhưng mà mời về cái khoảng là yêu đơn phương. À, yêu đơn phương với vị người ta từ chối không à, chứ không có được thành công. Trời, tội nghiệp không? Vậy, ai mà cô từ... gái cá tính dễ thương thế này mà ai đâu, tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy theo nườm nượp dạ, liền. Em hay mơ mộng lắm chị, em sống hơi phi thực tế chút xíu. Em mơ lúc nào cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị. Kiểu như trong phim vậy đó. Kiểu trong phim đó chị. Nhưng mà đến giờ vẫn cần tôi xếp vô cái là độc thân bền vững đó chị. Yên tâm, em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây ha. Với ấy ấy bên kia. Ấy ấy của em. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Không quá đẹp trai rồi. Là rồi, chắc chắn không ấy ấy đúng không? Dạ đúng rồi, không ấy ấy. Rồi. Chắc chắn là không ấy ấy là lên. Thứ hai nữa là bạn đó có một cái nghề nghiệp ổn định, có khả năng lo cho một gia đình. Vậy nãy giờ nói lo được hết á, lo cho vợ, lo cho con được luôn rồi nè. Dạ, ổn định rồi. Dạ cái đó vậy là ok lắm rồi. Rồi dáng dốc sao rồi, cao dạ, thì thấp bạn á cao một xíu, khoảng tầm 1m65 trở lên. Được không? Em thiếu 61 à lên. 61. Lùng hơn rồi. Thiếu chút xíu anh. Với lại đi guốc lên. Ý quên, em đi, cao nhiều. Dạ, em 1m62. Em 1m62. Dạ. Rồi. Với lại em thích mang giày cao gót, hỏi bạn đó đi chung với em, bạn đó có ngại không anh? Không có gì không đâu, qua bắt ghế thôi em, không sao hết. Không sao. Rồi, vậy được ha. Không có điều gì dạ không thích nữa người con trai. Ứng keo kiệt quá. Gia không trưởng. Bạn mới đi thoáng. Không keo kiệt, không gia trưởng đâu em ơi. Dạ với lại bạn đó phải lãng mạn với ga lăng một tí xíu. Cái này quan trọng, có lãng mạn không? Không, cái vấn đề lãng mạn là em rất là ưa chuộng vấn đề đó. Có một kế hoạch lãng mạn gì với sự yêu thích lãng mạn của bạn gái không? Nắm tay với một tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó. Nói chung là em rất là lãng mạn. Nắm tay đi tung tăng giữa rừng hoa vậy hả? Đó, chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em. Dạ cái này nó em thích lãng mạn hơn xíu, ngoài cái nắm tay còn gì nữa không? Mưa anh? Mưa tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi. Cho nó lãng mạn. Thôi thôi được rồi, bây giờ mình lấy thêm ý kiến của người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trường quay. Dạ cô xin chào cháu. Dạ. Nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm, cô cũng ưng ý, cũng là chung một tỉnh với nhau, cũng dễ tìm hiểu với nhau. Dạ. Thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó, nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào. Dạ. Thì nếu mà cô mong là sau chương trình hò hẹn này hai con đến được với nhau thì cô rất mừng. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn bạn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ. Cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chị. Và bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét á, thì bạn gái bên này thì chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội
để mà có thể tiến xa hơn. Dạ, rồi cảm ơn chị. Bây giờ mở rào, cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Anh chào em. Anh dạ. Có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ anh, em tặng anh một cây xương rồng. Nếu mà em giống cây xương rồng vậy á, anh có ôm em không? Rất ôm em. Tuy là cái xương rồng nó không có nước nhưng mà anh sẽ truyền nước vào anh, vậy. Anh nó có gai anh. Dạ anh có sợ gai không anh? Không em. Không sợ gai dạ. Vậy em tặng anh. Rồi cảm ơn anh. Khi mà mở cái rèm ra thì anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn. Em nhìn anh thấy anh như thế nào? Dạ thì em nhìn anh gương mặt rất là phúc hậu vậy em mến. À, cảm ơn em. Mà nhìn sơ qua ngoại hình, nếu được chơi xuống dưới thì em thấy cũng không mấy ấy, cũng chuẩn men ạ. Không, cái vấn đề đó thì anh ấy em nói chung đừng lo, tại sinh ra là anh trong cái máu đó rồi, cái máu cái nghệ thuật trong người rồi đó, nên nói chung là em không phải lo. Anh hồi nãy á, em thấy anh bởi hình như hết đất đúng không anh? Nãy em ngồi đây tiêu dướng bức tường cái em không có thấy được. Thì anh thích lại cho em coi được không? Đó rồi. Okay. Tội nghiệp nhỏ không? Lại hết 11 cái rồi đó. Sao ụp mặt xuống đó luôn đi. Thôi vậy được rồi anh ơi. Trời ơi, thế khuyến mãi luôn thấy chưa? Tặng em cả luôn. Mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta? Em muốn hỏi anh một điều là anh sinh năm 91 đúng không? À, anh năm nay anh sinh năm 91, năm nay anh 27 tuổi. Anh có ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình được mình lên TV hay cái gì á. Nói chung khi anh lên này là anh nghiêm túc. Thì trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? Hai người mà cùng yêu đương với nhau thì em cũng chưa có. Vậy anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh? Cổ rất thích lãng mạn đó. Thí dụ lần đầu gặp gỡ, tổ chức sinh nhật cô ấy, em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn, cho cô thích nào? Ví dụ như là anh sẽ làm một ví dụ cái mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó. Đó là anh sẽ có bày đồ, những đồ trang trí đó, sinh nhật đồ trong đó đó, rồi có những cái sự lãng mạn đó. Nói chung là ví dụ như một cái trái tim đó, đó. Cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó. Dạ, bây giờ rồi. Em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó, em biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn coi như là bài hát em dành riêng cho cổ. Đứng lên đàng hoàng, nó đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thân mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, làm vợ anh nhé. Tức là giờ em hơi bị đau hồng, thế em không lên được xong cả nước mẹ. Do những cái ngày trước á, em nói chung là em đã hát đi hát quá nhiều đi nên em không còn giữ được cái giọng của em nữa. Đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình lấy hơi này kia. Cái làm vợ anh nhé. Được, cố gắng lắm mà. Anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý mà anh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại. Bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức bình sinh. Đúng là câu cuối thôi. Lấy hơi đàng hoàng chuẩn bị. Làm vợ anh nhé để cho người ta. Câu quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Wow, dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất có. Đúng, anh luôn thông cảm với em, tại em không dễ thương mà. Nó thấy lãng mạn lắm rồi. Cố gắng lắm rồi, hiểu không? Tôi cố gắng hết sức rồi. À, nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi. Có nghĩa lúc đầu á là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc. Mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt. Nó lại vậy đó. Thôi nói chung là dễ thương lắm. Anh thấy thích hai đứa đó nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Rồi chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3.
bấm cái gì nữa. Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi. Em thử chị. Thử nữa. Trời đất ơi, bấm thử. Rồi. Ta chưa đếm mà bấm. Sợ bấm không đúng hả? Thôi xin phép các bác gái con được cầm tay em. Nắm tay đi. Hồi đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả? Nên là bấm đại hả? Xin bác gái được hôn cô ấy. Cô chưa hôn ấy, chưa yêu đó. À, con xin phép gái con được hôn rồi. Đó, bác gái gật đầu luôn rồi đó. Trời ơi, nó xin bác gái cho con hôn bác gái chưa, chưa gật đầu, nó hôn trước rồi. Bác gái mới gật đầu. Rồi cô này cũng tài lanh tài lẹt nữa, mình phải lùn xuống cho người ta hôn chi vậy? Dạ. Không phải bắt ghế lên ông hôn chứ. Em thấy anh cũng run quá nên là em nhúng xuống cho anh hôn cho nó dễ vậy. Giờ vô làm vợ anh nhé đi nè, 2, 3. Dạ em được 2 mối tình chị. Vậy mà nãy em nói nhát gái. Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. 17 tuổi. Dạ em trước hả? Vậy bạn gái nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. Cái em mới làm quen trên sóng. Cô đó 22 tuổi. Cái ông chủ ông suối á nói là nói lớn lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. Sau đó em mới nói em 24 tuổi. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Mời với bạn. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh, chào khán giả. Chào em. Em tên là Lê Minh Đức Vi, 26 tuổi. Hiện tại em là thợ may áo dài, nghề của gia truyền cha. À, nghề áo dài truyền thống hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Thuận, quê em ở Tiền Giang. Hiện em đang công tác ở quận 7, bên ngành điện lạnh. Tiền Giang là huyện nào? Dạ em ở huyện Cái Bè. Mình nói chút xíu về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn. Dạ ưu điểm của em là không hút thuốc, không rượu chè, không giấy gú, không tam đổ tường. Tam đổ tường là sao em? Dạ. Tam đổ tường mà em không có tam đổ tường, vậy là em có cái gì tường? Dạ có nhậu chị. Con nhậu nhiều không? Dạ cũng ít rồi chị. Thường vô nhậu xỉn vô thì làm gì? Dạ ngủ rồi chứ đâu gì chị. À ngủ được chứ đừng có quậy nha. Dạ đâu có chị, tuổi trẻ mà đâu có. Có tật xấu gì không? Dạ cũng nhiều lắm anh. Thí dụ? Dạ cũng làm biếng. Thay hay gọi là làm biếng nhất thay á. Rồi gì nữa? Hay ngủ nướng, nhát gái không? Nhát gái. Ngủ nướng mà làm biếng nữa rồi có tắm rửa nhà cửa, có quét dọn gì không? Dạ nhà nửa tháng quét lần chị. Rồi bao lâu? Tắm cũng cỡ nửa tháng tắm lần đúng không? Dạ tắm ngày nào cũng tắm. Chứ tưởng đâu nửa tháng tắm lần luôn chết luôn à. Rồi mời bạn gái. Dạ ưu điểm của em là khi em làm việc em rất là tập trung. Còn khuyết điểm của em thì bao la. Rồi thử vài điểm, vài khuyết điểm. Dạ em mê chơi game. Trong lúc em chơi game em rất là nóng nên không thích ai mà tác động vô. Mà thường em chơi game là ai là người hay tác động em nhất? Dạ anh hai em. Rồi chơi em chơi dở này kia vậy đó. Rồi em phản xạ tự nhiên. Em làm gì ổng? Dạ thì tay em hơi nhẹ hơn người ổng. Hơi nhẹ thôi hả? Dạ hơi nhẹ, đánh nhẹ chị, nhẹ cho ngọt á. À đánh nhẹ thiệt nhẹ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Ừ, không phải là xấu mà là em thích chế biến món ăn đó chị. À, vậy tốt chứ, chế biến gì? Không, là em chế chứ mà là... Anh hai em hay kêu em chế Linh Tiên Sinh đó. Em ăn mì với cháo. Mì gì? Mì gói hả? Mì gói xong em bóp nhuyễn ra. Bóp nhuyễn ra? Dạ, rồi em nấu với cháo. Nấu với cháo? Xong rồi cá mồi rồi em nặn chanh lên em ăn. Bỏ cá mồi vô rồi nặn chanh lên ăn. Ăn được không? Dạ, em ăn thì em thấy ngon. Ngon lắm hả? Dạ. Để lát về chị làm thử coi là mì gói bóp ra. Dạ đúng rồi. Xong chị rồi có nấu thể cháo. Nấu cháo bịch cũng được. Nấu cháo bịch cũng được. Rồi cháo kia cũng được. Rồi đổ cá mồi vô. Dạ. Dắt chanh lên. Nhưng mà cá mồi chị hơi dầm ra xíu. Cá mồi dầm ra dắt chanh lên. Dạ. Mọi người về làm thử món nó ăn thử coi sao nha. Rồi món gì nữa em? Còn món nữa là bò viên á chị. Ờ bò viên. Xong em cắt ra. Cắt ra. Kho với tàu hũ. Xong rồi sốt cà. Kho với tàu hũ sốt cà. Dạ. Anh nói ăn là ghét cái mặt anh như bò viên. Em mốt em chế ra cái món cá hồi, em xay nhuyễn, em bỏ đường, vắt chanh, làm nước chanh uống ngon lắm em. Cảm nhận của bạn nam sao khi nghe những món ăn của bạn nữ? Dạ chắc em cũng gán chị. Gán ăn đi em. Kệ phụ nữ mà người ta hay sáng tạo ha. Miền Tây có món cá tra nấu chè ngon lắm em. Trời ơi. Sáng tạo, phải sáng tạo tới vậy luôn á.
À, mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em trải qua một mối tình hơn năm chị. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì sao quá. Tưởng đâu tại em cho anh ăn mấy món đó rồi anh chia tay chứ. Anh ở đâu mà xa? Cà Mau chị. Cà Mau, tình yêu chưa đủ lớn rồi xa mặt cách lòng rồi chia tay luôn. Dạ. Bạn trai tình trường sao em? Dạ em được hai mối tình chị. Rồi. Vậy mà nãy ông nói ông nhát gái. Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. À. 17. 17 tuổi. Em thua trước hả? Vậy bạn gái nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. À. Cái em mới làm quen trên sóng. Cô đó 22 tuổi. À. Cái ông chủ uống suối á nói là nói lớn lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. À. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. À. Xong cái em mới nói em 24 tuổi. À. Dụ dỗ gái ta. Và cuối cùng quen cô đó 22 tuổi. Dạ. Rốt cuộc là mình 17 tuổi. Dạ. Rồi quen. Có gặp mặt nhau ngoài đời không? Dạ quen được một năm á thì em mới qua bên nhà bạn gái em chơi. Gặp mặt á thì em cũng thích chị. Xong rồi em tỏ tình với bạn gái em luôn. Tỏ à. Sao? Lúc đó là em hẹn bạn gái em đi Suối Tiên chơi. Rồi em nói sao? Xong rồi em nói em thương bạn gái em. Cái cậu đồng ý. Nhưng mà cô biết em là 17 tuổi không? Dạ không chị. Gặp mặt mà cũng không biết luôn hả? Dạ quen được một năm rồi á. Lúc đó em cũng thấy thương rồi nên em khai thiệt. Cô ấy cảm thấy như bị lừa dối á chị. Cô quê cô bỏ em luôn. Cái tự nhiên cô giận cái cô bỏ về quê cô lấy chồng luôn. Trời ơi. Ủa thì gạt người ta làm chi vậy không biết hả? Tội nghiệp nhỏ. Rồi mối tình thứ hai. Hay là cô sợ là quen người chưa tuổi gì thành niên. Cô trốn luôn. Dạ mối tình thứ hai của em á thì cách nay khoảng 2 năm chị. Rồi. Dạ em cũng quen được 2 năm. Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Dạ nhỏ hơn em 1 tuổi. Sao chia tay? Dạ cô ấy đi xa làm việc á. Xong rồi cái xa cái cảm giác nó mất cảm giác. Rồi cũng xa. Ai mất cảm giác? Dạ hai bên. Ô cha, hai mối tình này cũng lạ ha. Giờ mong muốn kiếm người bạn gái như thế nào em trai? Dạ đẹp như chị Cát Tường là được rồi chị. Trời ơi chị cảm ơn em. Có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Đừng nóng tính quá là được rồi chị. Cô chị nóng tính nó chơi game mà nhà vô là quýnh luôn á. Nhẹ. Còn em gái em thích tìm sao? Bạn trai thế nào? Dạ chào em gái. Cao mét mấy? Mét 9 chữ 20cm. Còn giật mình. Tưởng đâu mét 9 chứ. Rồi sao nữa? Dạ sạch sẽ. Bên hơi làm biến không biết sao. Mày nửa tháng mới dọn nhà lần đó. Rồi sạch sẽ, có sạch sẽ. Dạ hiền với có đạo đức thì được. Đây hiền khô mặt coi vậy hiền khô à. Dễ thương lắm. Rồi. Dạ vậy được. Vậy được rồi ha. Dạ. Ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ ở dơ. Ở dơ. Mày nửa tháng mới dọn nhà. Với lại dạng như là không tôn trọng những cái nhân viên bán hàng á. Như mình mua đồ hay mua hàng gì đó. Mặc dù là mình bỏ tiền ra mình mua cái đó. Mình vẫn phải tôn trọng người khác. Nhưng mà có những nhân viên bán hàng một ngày gọi tới 50 lần vô điện thoại đó. Mua đất, bán nhà, bán cửa gọi hoài em bực mình không? Không, là cái người mua phải lịch sự với người bán á. Người ta không mua cứ gọi hoài 50-60 lần rồi sao? Thì mình cũng phải vui vẻ chứ không biết. Cũng vui vậy, cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Anh đã mua, cảm ơn em. Vậy ha? Dạ. Cũng được. Nhớ nhà ai gọi bán đất, bán đai, và tiền ngân hàng gì đó. Cười sát từ tối tới chiều, cười hoài luôn nha. Rồi, được rồi. Cô bên kia là cũng dễ thương. Đàn gái là... Để tôi qua tôi coi nha không? Được đó. Đàn dạ. Trai cũng trắng như đàn gái luôn à. Đàn dâu được không em? Được phải không? Tốt. Rồi chào em. Ôi dạ, trời ơi sao nó ngược dữ vậy? Ây da. Đậm đà ha. Dạ. Mai mốt lấy vợ về mình có lên cái kế hoạch mình sinh sống ở đâu, rồi mình lập nghiệp như thế nào để phát triển kinh tế gia đình nuôi vợ nuôi con chưa? Rồi. Em cũng có dự định là nếu mà em có gia đình ổn định thì em về cái bè em mở cửa hàng điện lạnh. À là làm dâu đúng không? Chắc không phải làm dâu rồi chị. Tại em cửa hàng của em mở thì em cũng ở đó luôn chứ đâu có. À có dạ. Cửa hàng riêng mình ở cái cửa hàng luôn. Thì dạ dự định của em là vậy chị. Cái bè nhưng mà em ở dưới bè hay ở trên bè? Dạ ở trên đường chị. Trên đường à. Mà bên nhà nhát gái mà chị ai đăng ký chương trình? Dạ ba mẹ em hối quá trời. Tại ba em thì tối ngày ông mở hoài luôn. Ngày nào cũng mở hết. Mở gì? Mở bạn muốn hẹn hò. À. Xem tụ tập
Rồi mẹ em thì bắt cho em coi hoài vậy nè, cho em thuộc lòng em lên đây. Mà em lên rùng quá. Hả, giờ đâu có thấy thuộc lòng gì đâu. Rùng quá trời. Rùng quá trời luôn hả? Dạ. Giờ cái nhiệm vụ em là làm sao cho con tim bên đây mà lên tiếng là coi như được. Dạ. Rồi, cố gắng lên nha. Ủa, ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Cha mẹ. Ủa, cũng cha mẹ luôn hả? Dạ. Rồi, cha mẹ cũng mê chương trình mà muốn hẹn hò. Dạ, fan của con ấy thì. À, rồi ba mẹ có nói là chừng nào gả không? Dạ tầm khoảng 1 năm rưỡi. À, 1 năm rưỡi. Dạ. Rồi vậy cũng được. Hay ha, hai bên cha mẹ đăng ký cho tham gia. Em nay có đi với ba mẹ không em trai? Dạ có, đi với ba với em trai em. À. Rồi, chào chú. Xin chào là chú Huyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi cha anh Thận. Chào cháu. Dạ, chào. Chào quý khán giả trong trường quay. Thận đây á thì nó ngoan hiền, lo cũng lo làm ăn nhưng mà hiếu thảo với cha mẹ, có tính tình hơi nhút nhát. Cháu đây thì thấy đẹp, được. Cảm ơn. Bắt mong hai con cũng cho nhau cái cơ hội. Rồi, dạ cảm ơn bác trai. Em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ với dì. À, đi cho cha mẹ với dì nữa. Dạ, chào bác. Xin chào chú Quyền Linh Địch Trai. Xin chào, chào cô chú. Cát Tường rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn chú. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay rất mến. Chú chào con. Dạ, chào chú. Chú mới tiếp xúc với con có một chút à. Nhưng mà dạ, chú có mấy điều chú muốn hỏi con. Dạ. Con vui lòng trả lời rất chân thật. Dạ. Để tìm một người để mà trăm năm hạnh phúc, thì bây giờ chú xin hỏi con cứ mạnh dạn trả lời. Anh em của con đông không con? Dạ, có 4 anh em trai. 4 anh em trai, con thứ mấy? Dạ, con thứ 4. Rồi, bây giờ chú hỏi con câu này. Nếu đem sự nghiệp và gia đình, thì con chọn cái nào ở trên? Con cứ trả lời tự nhiên. Gia đình chú. À, con chọn gia đình ở trên. Rồi, nếu như trong khi con lập gia đình, thì hàng trăm đức tính, thì con chọn đức tính nào quan trọng nhất khi con lập gia đình? Chắc... chịu khó trong công việc quá. Chú có một cái câu nói như thế này. Người ta nói nguyên bá nhất ngôn vi thu thân, thì người ta trả lời lại là bá hạnh nhẫn chi vi thượng. Tức là trong 100 đức tính để lập gia đình thì đức tính nhẫn nại, chịu đựng là hay nhất. Tại vì khi giả sử hai con thành hôn, chú xin lỗi nha, là chịu đựng cái xấu lẫn nhau mới hạnh phúc được. Còn cái tốt ai cũng chịu đựng được hết. Quan trọng là chịu được cái xấu của người vợ mình thì mới được trăm năm hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm của chú nha. Và cái thứ hai, chú nói cái này nó hơi nhẹ chút xíu. Đại khái như chú ngày nay, cũng như chú nghe lời vợ nó không hư con. Thím nói gì chú nghe. Đó, chứ không phải chú sợ vợ. Tức là thím nói chú nghe là tại sao vậy? Tại thường người vợ hay có những lời khuyên tốt cho chồng. Dạ. Trời, thôi, có bao nhiêu chú xin hết. Còn riêng về con á, Đức Phi, tức là cho nói với con như thế này. Cái hạnh phúc hay không là do nơi hai con. Con đừng có nhìn thấy cái tốt mà con tô mà hồng quá cũng không được. Con phải nhìn thấy cái khuyết của bạn đời của con, và con phải chấp nhận những cái khiếm khuyết đó cả cuộc đời. Và hai bên phải biết tha thứ và nhẫn nại cho nhau. Thì đây cha thấy rằng theo cái nhận xét của cha là cha đồng ý đó. Dạ. Mời chú. Như vậy là hai gia đình cũng đã có góp ý rồi ha, chia sẻ rồi. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn. Mở đầu. Quà tặng em. Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh dễ thương, bạn bè. Cảm ơn. Không biết em học mai được lâu chưa ta? Dạ em học từ nhỏ. Học từ nhỏ, chắc mai giỏi. Từ 6-7 tuổi. Chị ba của anh cũng bên nghề mai á. Dạ. Cũng mai đồ như em vậy. Dạ. Dạ. Anh đi trên Sài Gòn với bao lâu anh về quê một lần? Chừng 1-2 tháng. Để có đám tiệc thì về. Đi xa vậy có nhớ nhà không anh? Hôm nào mà nghe về quê cái là ngủ không được, nôn. Hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng có một bài hát tặng em cùng quý vị khán giả. Ủa, một câu thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Dạ xin hết. Cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên gặp cô gái này? Dạ nhìn rất là hiền và rất là xinh chị. Em trai.
Tim đập mạnh chưa? Có hồi hộp gì không? Dạ đập từ chưa? Đập từ hôm qua tới giờ luôn rồi chị. Đập từ hôm qua tới giờ, nhưng mà hiện tại giờ thấy cổ là tim mình có sao xuyến, có rung động gì không? Dạ có chị, giờ đang rung quá trời. Đang rung quá trời. Rồi hai đứa tính, thí dụ yêu xa vậy, tính sao nói với cổ nghe đi, cổ yên tâm. Trên đây thì cũng xa nên nếu mà chắc cỡ 1 tuần 2 tuần mới về được chứ không có về bình thường. Dạ cái đó thì em thông cảm được. Dạ. Thơ cái bè sát bên nhau luôn. Dạ cũng... Qua cái cầu là tới rồi. Qua phà dầm cống là chỗ nào ta có... Lại phà dầm cống. Dầm cống là đi Long Xuyên ông ơi. Đi đâu xuống đó vậy? Đợ em có đi qua đó em chạy bị lạc cái khúc vô Cần Thơ. Trời ơi ta Cần Thơ đi đâu qua Long Xuyên. Mà em không nhớ rõ nữa. Tại em không có xuống Cần Thơ bao giờ nên em cũng chưa Cần biết. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có anh bộ đội ngồi khều lá rơi. Giờ thấy trong lòng mình sao? Dạ em thấy rất là thích bạn nữ ạ. Thích không? Dạ thích ạ. Muốn cô ấy cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại không? Dạ muốn ạ. Muốn hả? Vâng. Bây giờ nói với cổ gì cho cô yên tâm đi. Nói đi. Chắc thương em anh cũng về Cần Thơ anh làm dưới luôn quá. Nếu thương em thì anh chắc về Cần Thơ làm dưới luôn á. Còn ba mẹ anh thì sao anh? Ở đó cũng gần mà. Nếu mà về quê thì gần, chạy về thăm bình thường mà. Nói chung mà nếu mà quen được em á thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em, lo lắng cho em. Nói chung là không có hứa đem cuộc sống giàu sang gì cho em, nhưng mà nói chung là đủ để yêu thương em. Dạ. Dạ. Nếu ngày mai cũng nói nha, máy lạnh nhà em hư thì sao? Em chạy xuống sửa liền. Nếu nó hư luôn thì sao? Dạ hư thì thay cái khác ạ. À. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút đi nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Ủa cái nút này nè. Đi qua cầu Mỹ Đức Tây rồi quẹo vô đây. Mình suy nghĩ thật kỹ cho hai em nha. Có gia đình hai bên của mình đang theo dõi, người thân mình đang theo dõi. Mình bấm nút là đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau xuống đi hai bạn. Sao bấm sớm vậy cưng? Em sợ nút không em. À, nè, dễ thương quá ha. Bây giờ á, nắm tay trước cái đã. Trời, rung lên. Dạ, thưa hai bác. Thì hôm nay đến chương trình được quen Vi thì con rất là vui. Nên con xin phép hai bác cho con được với MV. Và sau này sẽ cố gắng chăm lo cho MV. Dạ, hết. Xin phép bác tiếp. Dạ, con xin phép bác được hôn em cái. Dạ. Rồi. Đúng chưa? Được rồi, trúng tóc rồi. Trúng tóc đâu có được. Rồi thôi được rồi, hai đứa nắm tay nhau đi nào. Tay nhau không có đây là nữa. Kết xem phim ha. Của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng dẫn nhau xem phim. Nắm vậy là đau cái tay người ta kìa. Đúng rồi đó. Hôm nay hai gia đình có mặt rồi. Đồng ý rồi, hẹn hò phải chăm sóc em gái nha.